Càng ngày càng có nhiều người mắc các bệnh lý về cột sống. Đó cũng là một cái yếu tố khách quan mà chúng ta gặp phải khi con người tiến hóa từ linh trưởng thành loài người hiện đại như bây giờ trải qua 6 triệu năm. Các bạn có thể thấy hình mô tả có một phần mới được định hình trong khung xương của loài người. Đó chính là cột sống thắt lưng. Đây cũng chính là điểm yếu và cái giá phải trả của tiến hóa. Phần cột sống thắt lưng này phải gánh vác một cái trọng lượng cơ thể rất lớn khi chúng ta ngồi hoặc đứng. Phần này cũng rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta có mang vác vật nặng sai tư thế. Những cái tổn thương và bệnh lý thường gặp phải đó chính là thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, hội chứng thắt lưng hông, vân vân. Những người thường xuyên phải đứng, đặc biệt là những người ngồi làm việc nhiều, thì ngoài chế độ ăn uống đủ chất và cải thiện tư thế làm việc ra thì chúng ta cũng nên bổ sung một viên Mulfree Ultra hàng ngày, xuất xứ từ Hoa Kỳ đã được kiểm định lâm sàng. Với thành phần gồm collagen type 2 cực kỳ quan trọng trong hình thành sụn khớp, boron giúp xương chắc khỏe hơn và acid hyaluronic có vai trò ức chế thoái hóa khớp. Chỉ cần một viên mỗi ngày bởi vì cái loại Mulfree Ultra này có tác động gấp 3 lần so với Mulfree bình thường. Nếu bạn thắc mắc rằng Tết này không biết tặng bố mẹ cái gì hoặc là biếu sếp cái gì thì Mulfree chính là một lựa chọn vô cùng ý nghĩa và thiết thực, bởi vì là